Xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của Phương nhé. Hôm nay em có hai bạn diễn viên nhí ngồi quay cùng. Đây, cho mọi người thấy sự khác biệt giữa cái việc thường xuyên tắm rửa với cả ở bẩn nó khác nhau như nào nhé. Đây là em bé này, là em bé đã vừa qua tắm rửa xong này. Hai bạn này là chưa tắm này. Đây, hai đàn khác nhau nhá, trắng tinh với cả màu kem này. Đây. Hai bạn đều lông rất là dày. Nhưng một bạn lông sẽ bông hơn, còn một bạn thì lông sẽ xoăn hơn một chút nhá, bết bết nên là sẽ xoăn hơn. Đấy, chó poodle thì thường là lông nó sẽ rất là xoăn. Mà đàn này của em là có ba bé, hai bé màu bò vàng với cả một bé màu kem. Đây. Size. Ba bạn này size hơi to một chút. Màu bò vàng rất là xinh, chưa qua tắm rửa luôn đấy. Thì chó poodle ấy, cái đặc điểm quan trọng nhất của các bạn cú lê thường là lông sẽ phải xoăn nhá mọi người nhá. Có thể là các bạn ấy lông sẽ khi mà tắm rửa xong rồi lông nó sẽ bông xù hơn một chút, nhưng mà lông sẽ dày và rất là đẹp. Còn khi mà chưa tắm rửa thì các bạn lông sẽ xoăn như thế này. Đây là các bạn này đều là chưa cạo lông máu nhá. Còn khi mà đã cạo lông máu rồi thì lông phải sẽ xoăn và dày hơn và ngắn hơn. Tuy nhiên thì theo thời gian ấy, lông chó poodle nó sẽ dài ra một chút, nó sẽ dài ra như là tóc người ấy. Thế nên là mọi người theo thời gian mọi người cũng cần phải đưa các bé cún đi tắm rửa. Ôm, đây ôm yêu chưa? Đấy, các bạn nhỏ rất là yêu cún luôn. Ôm suốt cả ngày. Các anh chị khách của em rất là nhiều anh chị bảo là muốn mua về tặng quà sinh nhật cho con ấy. Đây thực sự là một món quà rất là ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ luôn, bởi vì là khi mà nuôi cún thì bao giờ các bé cún hầu như là em chưa thấy có một bé nào mà không thích các bé cún xinh như thế này luôn ấy. Mà bọn cún này nó cũng là cún con ấy, nó rất là dễ quen, thân thiện. Và khi mà mới tách mẹ mọi người đó, các bé cún ở ngay cái tầm nhỏ nhỏ như này về ấy, thì các bé cún sẽ rất là quấn và thân thiết với mình hơn khi mà mọi người đó một bé cún lớn nhé. Đặc biệt là cái dòng cún cảnh cho phút đồ nó rất là tình cảm luôn, về đi đâu theo đấy luôn, rất là yêu. Khi mà lựa chọn cún phút đồ nó là một cái dòng chó rất là nhiều màu. Có thể nói là nó là nhiều màu nhất trong số những dòng chó mà em đã từng nuôi luôn. Nào là trắng tinh này, vàng mơ này, vàng mơ nó còn rất là nhiều tông màu, như kiểu mơ sáng, mơ tối nhá. Mơ đậm, bò sữa, đúng rồi, bò sữa này, bò xám này, rồi kem này, nâu đỏ này. Hôm nay ở đây không có em nâu đỏ nào cả. Đây, bò vàng, bò sữa rồi bò vàng đây. Đen tuyền nữa. Đây mọi người nhìn nha, cái sự khác biệt giữa bò sữa với bò vàng này. Cái đốm mà. Thay vì cái đốm đen thì các bé ấy lại là đốm vàng nhá. Đấy, em này chưa qua tắm rửa xong rồi nhìn sẽ xinh hơn. Còn bạn này em tắm rồi, màu bò sữa. Đấy, cùng là bò nhưng mà lại có bò sữa với cả bò vàng, bò zip, bò giáp. Đấy, thế nên là nếu mà mọi người lựa chọn nuôi poodle thì em thấy là những anh chị nào mà vừa mới nuôi lần đầu thì mình nên chọn poodle, bởi vì nó rất là dễ chăm, dễ nuôi, mà lông nó không bao giờ bị rụng cả. Ngoài ra thì lại có rất là nhiều màu, rất là nhiều sự lựa chọn cho mình luôn. Mình không sợ bị nhàm chán hay sợ cún nhà mình giống cún nhà khác đâu. Nhà em có nuôi sinh sản rất là nhiều đây, có rất là nhiều màu nữa. Em không thể quay hết ở đây được. Thì mọi người mà thích bé cún như thế nào, được phe cái hay là màu sắc như thế nào thì mọi người cứ nhắn em. Khi nào mà có bé cún như thế thì em sẽ báo anh chị luôn nhé. Hoặc là em không quay ở đây nhưng mà sẽ có những cái bé ở trong chuồng nữa. Đấy, thì em sẽ quay video từng bé cho mọi người chọn hoặc là gọi video cho mọi người xem nhé. Nhưng anh chị nào gần đấy thì đều có thể đến trực tiếp hoặc là liên hệ các số online thì em sẽ gọi video từng bé cho mọi người xem luôn. Đấy, nhà em thì làm thật bí thật, bé màu như nào em sẽ báo màu như thế. Ví dụ bé này màu kem thì em sẽ báo kem luôn. Đấy, bé này màu trắng là trắng tinh luôn, chứ không bao giờ có chuyện là kem em báo thành trắng hoặc trắng em báo thành kem đâu. Mọi người cứ yên tâm nhé. Có gì thì mọi người cứ để có bất kỳ câu hỏi thắc mắc gì thì cứ để lại phần bình luận phía bên dưới hoặc là liên hệ các số hotline để em tư vấn nhé. Và hãy bấm like video và bấm nhớ kênh ủng hộ em cũng như là nhận những video mới nhất từ kênh YouTube của em nhé. Xin chào mọi người. Chào chào đi kìa.